Xin chào tất cả các tình yêu, chào các tình yêu đã quay trở lại kênh YouTube của Tường Bơ. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn kiểu tóc ăn được cắt ngắn, sấy tạo kiểu tóc ăn được cắt ngắn. Thì với cái kiểu tóc này mình sẽ hai phết phết cao phết cao phết cạo. Thì đầu tiên mình sử dụng con toner bấm viền Kimay 5017, quá quen thuộc phải không các bạn? Con này mình đã chia sẻ đến cho anh em thời gian vừa rồi rất là nhiều. Thì hiện tại mình chỉnh lưỡi nó rất là sát, lý do mình dùng con này để mình đi khung đường 1 để mình cạo, tại vì cái tông này mình chỉnh rất là sát rồi thì khi mình cạo thì nó sẽ ăn khớp luôn vào cái đường 1 này, mình sẽ không phải phá ngần quá nhiều. Đấy, đầu tiên thì các bạn đi khung như mình như trên video, và tiếp theo mình sử dụng cữ 1.5 để mình đi đường tiếp theo. Cữ 1.5 này mình sẽ đi lên khoảng độ hơn một phân, tùy từng cái cấu tạo đầu của khách hàng thì các bạn cứ đi làm sao cho nó phù hợp với cấu tạo đầu của họ. Người ngắn thì các bạn đi ngắn, người dài thì các bạn đi dài. Con tông mình đang sử dụng là con Magic Clip không dây, chính hãng của nhà phân phối One tại Việt Nam, và con chuột phổi của One cán gỗ, chuột phổi gỗ. Để phết thì các bạn phủi sạch. Đấy, các bạn phải phủi sạch. Phủi sạch thì các bạn nhìn những cái hiệu ứng như thế nào ta cũng biết rõ. Tiếp theo mình dùng 3 ly. Các bạn nhớ nhé, tất cả khi mà mình đi cữ để tạo khung thì các bạn đóng lưỡi, các bạn đóng lưỡi và các bạn đi ngửa về phía các bạn nhé. Cái lưỡi các bạn đẩy lên như vậy, phải ngửa về phía các bạn. Đấy, chứ các bạn nếu mà các bạn dúi vào đầu khách, dúi sâu vào bên trong thì nó sẽ lẹ vào bên trong, thì lát nữa mình cắt cái lược nó sẽ không thẳng thành được. Đấy, nó sẽ bị vòng tròn vào trong, nó rất là xấu. Đấy, thì các bạn lưu ý, các bạn phủi thật sạch các bạn nhé, phải phủi sạch để các bạn nhìn nó không bị xạ trên tóc, các bạn nhìn nó sẽ rõ hơn và cái hiệu ứng sẽ đẹp hơn. Nhạc rất hay. Okay. Mỗi lần mình làm việc của mình nghe nhạc thì mình cảm thấy là mình làm việc nó sẽ có cảm hứng rất là nhiều. Tiếp theo mình lắp 1.5, mình hạ lưỡi xuống một chút để mình phá cái đường 2. Phá đường G2 nha các bạn nhé, đường 2. Đây, đấy, đường này nha. Đấy. Thì cái đường này phá rất là dễ, Các bạn mới, các bạn làm đúng như cái thông số của mình đưa ra như thế này thì phết cũng rất là dễ, chỉ cần làm đúng thôi. Và đầu đẹp nữa thì làm rất là dễ. Các bạn để ý nhé. Tiếp theo mình tháo cữ, mình mở lưỡi xuống một chút, mình phá cái đường đầu tiên này. Các bạn để ý nhé. Phá một chút là bao nhiêu? Bình thường thì mình phá xuống khoảng độ 1 ly hơn 1 ly. Và tùy theo cái cảm nhận của cái tay của các bạn, nếu các bạn phá các bạn mở lưỡi xuống mà các bạn phá mà nó chưa đứt hẳn, nó chưa hết cái ngấn hẳn, thì các bạn cứ đi hết một vòng, sau đó quay lại, các bạn lại đóng lưỡi lên, các bạn lại đẩy tiếp. Đấy, đẩy khi nào nó mờ dần thì thôi. Các bạn cảm nhận cái đôi tay của các bạn. Các bạn nhớ là cái bạn phá cái ngấn này thì các bạn phải nghiêng nhé, nghiêng tông và cái tay của mình đẩy, mình bị lựa là mình hất ra ngoài, chứ không cắm vào trong da đầu thì nó sẽ bị lẹm lên trên. Đấy, thường thường những bạn mới mà bắt đầu bước vào tập phết thì các bạn hay bị lẹm lên trên, cuối cùng khi mà cắt xong một cái đầu hoàn thành thì giống như kiểu là nó chưa phết, giống như chả khác gì các bạn đẩy từ dưới đẩy lên. Đấy,
Thì cái đoạn này mình sẽ tua nhanh một chút để cho các bạn xem đỡ mất thời gian. Tiếp theo mình dùng con tông Kimay để mình phá. Đầu tiên là giờ mình bấm cái chán xong đã. Sau đó mình sẽ phá nốt cái ngấn của đường 1. Tại vì khi mà mình sử dụng con Magic Knife mình phá thì nó không hết hạn. Đấy, nó không hết hạn cái ngấn của cái đường 1 đó. Thì mình sẽ sử dụng con Kimay sát nhất này để mình phá một chút nữa. Tại sao ngay từ đầu tiên mình không sử dụng con này để mình phá? Nếu mà ngay từ đầu tiên nếu mà mình sử dụng con này phá thì nó sẽ rất là trắng, nó sẽ lẹm lên trên. Đấy, nên là mình sẽ phá dần dần. Đấy, phá cái đường đầu tiên này, mình sẽ phá dần dần. Đấy, mình sẽ dùng con Magic Clip, mình mở lưỡi rồi mình đóng lưỡi. Đấy, mình phải làm từng bước một như thế. Nó hơi mất công một chút nhưng mà nó làm đúng thì nó rất là đẹp. Đấy, con tông này thì của mình cực sát, phá một phát là hết luôn. Và cái đường tóc còn thừa phần dưới thì lát mình bôi bọt và mình cạo phát là nó hòa nhập luôn, nó sẽ không để lại ngấn nhiều. Tại vì cái tông của mình nó cực sát rồi. Thực ra phết như thế này ấy, thì nó có rất nhiều cái kỹ thuật phết khác nhau. Và mỗi ba bờ có một cái cách làm khác nhau. Hiện tại tất cả các bạn nào đang xem cái video của mình thì đây là mình đang chia sẻ cái cách phết của mình, cái cách làm của mình. Thì nếu mà các bạn cảm thấy nó hiệu quả, nó dễ làm thì các bạn làm theo cái cách làm của mình. Và các bạn đừng quên nó hiệu quả thì các bạn đừng quên chia sẻ nó cho tất cả mọi người khác chuẩn bị bước vào nghề hoặc là đang làm nghề, mới học nghề để người ta cùng xem. Và các bạn đừng quên comment ở phía dưới để đóng góp cho mình những cái ý kiến, những cái lỗi của mình, những cái mà mình nói nó hơi sai ấy, thì các bạn comment đóng góp ý kiến cho mình để ở những cái clip tiếp theo mình sẽ cải thiện tốt hơn. Tiếp theo mình sử dụng lược, mình cắt cái lược cái phần bên trên sai lên, cắt cái thẳng lên. Và đồng thời trong cái lúc này mình cũng cắt cái lược để tạo đều màu, nhạt màu. Đấy, nhiều bạn hỏi tại sao anh không cắt cái thẳng lược lên mà anh cứ phải cắt từng chút một. Thì đó là mình đang nhạt màu các bạn ạ. Đấy, mình nhạt màu nên là mình không thể cắt thẳng lên được, thì sẽ nhạt màu từ từ. Tại vì có nhiều bạn phết đến cái công đoạn này rất là đẹp, sau đó các bạn kê lược lên là hầu như lại mất hết điệu. Đấy là do lỗi được cái phần kê lược của các bạn cũng chưa tốt, thì các bạn phải lưu ý. Thì mình sẽ sử dụng con tông Magic Clip không dây này, mình cắt hoàn thành một kiểu đầu này từ đầu đến cuối. Đấy, ở cái clip này mình chỉ sử dụng con Magic Clip không dây này cắt kê lược phết từ đầu đến cuối cho anh em xem. Thì tất cả các anh em nào mà thắc mắc về đồ nghề tông kéo dao lược hoặc những cái thứ gì liên quan đến ngành tông nam thì các bạn cứ inbox hoặc gọi điện cho mình số điện thoại trên màn hình. Một số anh em thời gian vừa rồi yêu cầu mình làm một số những cái clip nhưng mà mình chưa có thể làm được, thì mong anh em thông cảm, thì có thời gian mình sẽ làm cho anh em. Hiện tại mình cũng có một cái kênh mới của mình là Kinh Công Barbershop. Kênh đó thì mình hay sưu tầm những cái mẫu tóc của những anh nước ngoài. Thì các bạn có thể đăng ký thêm cái kênh đó để các bạn cập nhật những cái mẫu tóc phổ biến và xem được những cái điều thú vị hơn ở những kênh đó. Và kênh này mình sẽ chia sẻ chính những cái video mình hướng dẫn cắt tóc và hướng dẫn đồ nghề cho anh em. Thì anh em nào đã đăng ký kênh của mình hoặc là chưa đăng ký thì anh em đăng ký và bấm cái nút thông báo kênh Tường Hòa Bơ, để khi mà mình đăng một cái video lên thì các bạn sẽ là người xem được sớm nhất. Tiếp theo mình dùng con công tông đưa Kimay, mình bấm nốt cái phần chán này cho nó vuông vắn lại cho nó đẹp hơn. Mình sử dụng luôn con Kimay này, mình bấm vạch cho các bạn xem nhé. Thực sự con Kimay để đáp ứng những cái nhu cầu đơn giản cho những anh em mới vào nghề thì thực sự rất là tốt. Bấm vạch này, bấm những cái đường line này, đường line chứ không phải đường line chí mạng nha anh em. Đấy, và bấm viền,
bấm những cái đường tattoo hoa văn đơn giản, những cái vạch đơn giản. Thì lát nữa mình sẽ bấm những cái vạch đơn giản để cho anh em xem. Đấy, giờ mình sẽ bấm hai cái vạch đơn giản để cho anh em cảm nhận cái tông này. Thì hiện tại con tông Kimay này bấm rất là tốt, và chỉ có điều là cái pin của nó hơi kém hơn so với những con tông khác một chút. Đấy, thì anh em sau quá trình sử dụng lâu một thời gian, anh em cảm thấy yếu thì anh em có thể độ tông, anh em có thể độ pin vào để cho nó chạy tốt hơn. Còn về phần cái lưỡi của nó thì không chê được. Đấy, cái lưỡi của nó thì không chê được, cắt rất là tốt. Thì bạn nào đã nhận được rồi và sử dụng rồi thì các bạn cho mình xin cảm nhận, comment ở phía dưới cho mình. Tiếp theo mình sử dụng lược cắt tóp và mình xịt nước phần bên trên để cho nó dễ bắt tóc. Mình sẽ xử lý phần bên trên để cho anh em xem. Điệu nhảy công chiêng. Mình sẽ bắt đầu bắt tóc từ trên trán trước các bạn nhé. Bắt đầu từ trên trán trước để làm điểm chuẩn, mình kéo giật ra về phía sau đỉnh đầu. Đấy, các bạn cứ làm thao tác đúng như mình, dứt khoát mạch mẽ ấy, tay dứt khoát mạch lạc ấy, ăn nói mạch lạc dứt khoát. Mật độ tóc trên này thì nó rơi vào khoảng độ 8-9 phân các bạn ạ, 8-9 phân. Phần cái đỉnh thì mình để hơi ngắn hơn một chút. Trên cái đỉnh đầu thì mình để chắc tập khoảng độ 7-6-7 phần thôi. Còn trên mái mình sẽ để dài hơn, để mình vuốt, mình sấy hơi cao lên một chút, dáng kiểu pompadour ấy. Thực ra cái kiểu này thì nếu mà gọi thì nó cũng là undercut thôi. Undercut ngắn, undercut dài, pompadour ấy. Thì cái mật độ, độ dài của cái tóc undercut dài, undercut với pompadour thì nó cũng tương đối, gần tương đối như nhau, thì nó cũng là anh em với nhau thôi. Thì nó chỉ khác nhau về cái cách vuốt thôi. Nếu các bạn sấy vuốt tốt thì nó sẽ ra kiểu rất là đẹp. Đấy, ở cái kiểu tóc này thì mình sẽ sấy nó hơi cái, vẫn là dáng undercut. Đấy, dáng undercut pompadour, nhưng mà mình vuốt nó ở cái phần mà lực lượng nó cũng không cao hẳn mà nó cũng không thấp hẳn. Đấy, thì nó sẽ phù hợp với cái bạn mẫu này hơn. Anh em cũng phải tập cắt kê lược như thế này nhé, cắt kéo kê lược như này rất là tốt. Đấy, rất là nhiều số anh em chỉ tập trung vào cắt tông đến lúc cắt kéo rất là kém. Đấy các bạn. Tiếp theo mình sẽ bôi bọt, mình cạo cái phần tóc thừa bên dưới này đi. Cái đường kẻ vạch, đường nai thì anh em chỉ cạo một chút thôi, đừng có cạo to quá, nó rất là xấu. Đấy, kể cả những cái đường vạch như thế này thì anh em chỉ cạo một chút thôi, nếu mà anh em cạo nó mạnh tay quá thì nó sẽ bị vỡ hình, trông rất là xấu. Cái kỹ thuật cạo này thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn về cái cạo tóc này. Anh em nghiêng sát dao 90 độ vào da đầu thì nó sẽ không để lại ngấn nhiều. Còn nếu mà anh em mà cạo 4-5 độ như bình thường thì nó sẽ để lại ngấn. Đấy, nên là ở cái phần trên tiếp giáp với cái phần đường khung 1 thì anh em nghiêng dao 90 độ, anh em nhớ nhá, nghiêng dao 90 độ. Đấy. Các bạn để ý hầu như là mình cạo xong là nó sẽ xong luôn chứ nó không để lại ngấn. Nó có một số kiểu đầu nó vẫn để lại ngấn ở phần gáy. Mật độ tóc của những người mẫu đó nó dày hơn, cái phần gáy nó dày hơn hai bên nên là nó sẽ để lại một chút ngấn.
Tiếp theo mình sẽ dùng mình vừa xịt dưỡng để mình sấy cho nó đỡ hại tóc. Các bạn để ý những cái cách mình sấy nhé. Mình dùng lô sấy để mức độ nóng. Đấy, để chế độ nóng, nóng vừa phải thôi. Thường thường cái máy sấy này thì nó có hai chế độ nóng, một là nóng vừa, hai là nóng hẳn. Thì mình để là nóng vừa thôi. Sau đó các bạn dùng lô, các bạn uốn cong, sấy cong lên. Đấy, sấy lên, sấy cong, sấy cao lên. Đấy. Các bạn nhớ là các bạn xịt chút dưỡng vào để khi mà mình sấy nhiệt nó sẽ không hư hại, gây ảnh hưởng cho tóc. Đấy, mình dùng Vaporlic chính hãng thôi các bạn nhé. Vaporlic chính hãng, giá nhà mình là 300.000. Đấy, các bạn bước cao lên, đeo kính, đèn, thui, giá nhìn cái gì. Đấy, các bạn bước cao lên. Nếu mà các bạn thấy cái video của mình hữu ích và giúp được các bạn một điều gì đó ý nghĩa và giúp được cho các bạn, thì các bạn đừng quên đăng ký kênh và bấm nút thông báo, thì lần sau mình ra video các bạn sẽ nhận được những video sớm hơn và nhanh hơn những người khác. Mình xin chào các bạn.